Giới thiệu các bạn, đây là giống ngô nếp LX1HN58. Đây là giống ngô nếp năng suất cao, chất lượng ngon nhất tại Việt Nam, giống cho tập đoàn Vinasit sản xuất. Phía trên bao bì có thêm tấm hình giá của tập đoàn Vinasit. Gối này 500g. Sản phẩm của công ty tập đoàn giống ở trong Việt Nam. Đây là mặt trước của bì như mọi người. Này trái nước ăn rất ngon và ngọt. Này mặt sau bao bì, mặt sau bao bì thông tin về sản phẩm, về đặc tính giống, giống ngô nếp LX1HN88 là giống ngô nếp ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng dẻo, thơm, ngon ngọt, trồng nhiều vụ trong năm. Thời gian sinh trưởng đến thu hoạch từ 65 đến 70 ngày tùy theo thời vụ gieo trồng. Khoảng cách trồng 65cm x 33cm, gieo một hốc một hạt. Ngày xuất và hàng sử dụng có in trên tem bao bì. Nhà phân phối độc quyền phía Nam là công ty cổ phần miền Nam. Bạn đã đặt giống thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Chào tạm biệt.